Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Quốc Vinh Ô Tô. Và ngày hôm nay với góc quay và phong cảnh như thế này thì các bạn cũng biết là Vinh chuẩn bị làm cái gì rồi, đúng không? Ngày hôm nay Vinh đang cầm tay một cái USB chứa những cái hình ảnh của quý khách của Vinh. Và ngày hôm nay Vinh sẽ làm một cái motif video về giao xe Mercedes. Và người bạn mà Vinh giao ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, một chiếc xe S-Class, xe S450 Limited Edition. Cùng mình xem nha. Đây là xe Vinh chuẩn bị sẵn trước, đang trong cái quá trình lau dọn để giao cho khách hàng của Vinh. Đây là một chiếc xe S450 Limited Edition đời 2020 với cái mâm thiết kế mới này các bạn. Như là giá niêm yết của em nó đang là 4.299 trên thị trường nha. Một dòng S-Class thì chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Một chiếc xe được mệnh danh là xe chủ tịch của Mercedes-Benz đấy. Có đôi điều muốn chia sẻ như thế này. Chiếc xe S này của khách hàng Vinh mua trong cái giai đoạn là cuối năm 2020 cũng đã được hỗ trợ thuế. Và video này được quay vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Nhà nước đã không còn hỗ trợ thuế trước bạ cho cái dòng xe lắp ráp trong nước nữa, nhưng nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam vẫn còn đang áp dụng chương trình này cho đến cuối tháng 2. Chính xác là ngày 28 tháng 2 năm 2021 thì cái chương trình giảm 5% cho cái dòng xe C này, xe S này, xe E này là sẽ chính thức ngừng lại. Nên là bây giờ quý khách nếu chọn cái dòng xe sedan của Mercedes thì chúng ta vẫn được tiếp tục áp dụng 5% tiền mặt, nôm na gọi là giảm thuế 50% đấy. Đó là tất cả cái gì Vinh muốn nói. Còn bây giờ đến với Vinh trong clip giao xe nhé. Đây là quang cảnh buổi giao xe của Vinh. Một cái màn hình anh chị gửi, màn hình bé nhà rất là dễ thương ha. Đó, các anh chị chúc mừng như vậy. Chúc mừng gia đình anh Hiếu, chị Thư đã sở hữu chiếc xe Mercedes S450. Đó, có hình của hai vị quý khách của Vinh này. Đó, hình của anh chị rất là dễ thương, cùng với cháu ở nhà này. Đó. Và bong bóng mình trang bị ở đây thì mình thấy do xe là màu đen nên là mình phối những cái màu bong bóng này cho nó tương phản và nó dễ thương với xe ha. Rồi, chúng ta cùng dạo quanh một vòng xem là chiếc S450. Đầu tiên Vinh rất ấn tượng cái bộ mâm này. Nó làm cho chiếc xe của chúng ta liền lạc và sang hẳn lên luôn. So với cái mâm cũ của cái đời S ha. Vinh sẽ để cái ảnh mâm cũ ở đây cho các bạn xem. Rồi. Cốp sau này thì bao gồm những cái phần quà tặng của nhà máy và tất cả những cái trang bị mình đều để ở đây hết. Để xíu nữa mình bàn giao cho khách hàng cho dễ thôi. Cũng khá là gọn gàng rồi. Ok. Chị đang lau dọn xe cho một trong những cái bước cuối để đánh bóng xe thì khi xe tới khách hàng. Các bạn thấy không? Bóng lưỡng cho tới bánh rồi luôn. Đó, còn đây là khoang sau của xe S. Các bạn có thể xem những cái video mà Vinh làm về dòng xe S-Class hoặc là Maybach. Vinh sẽ để đường link ở bên đây. Các bạn có thể dễ dàng xem ha. Như là bên trong nội thất của xe S. Nôm na những cái xe mà được gọi là dòng xe chủ tịch này rồi thì chúng ta không cần phải lăng tăng nhiều về cái độ sung sướng và thoải mái ha. Ghế của chúng ta đó, có thể ngã ra nằm nghỉ, có thể massage. Rồi rèm của chúng ta là rèm điện hết rồi. Cửa thì chắc chắn sẽ là cửa hít đó. Vinh review sơ lại một vòng cho các anh chị coi thôi. Còn clip chính thì vẫn là giao xe nhá. Và chiếc xe này được niêm yết trên thị trường là 4.299 triệu giá hiện tại ở tháng 1 năm 2021.